Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Anna Channel nhé. Hôm nay bạn Anna sẽ biểu diễn món biểu diễn trò chơi đi xe đạp thăng bằng. Đấy. Chúng ta cùng cổ vũ và theo dõi bạn Anna nhé. Trời, một động tác rất khó mà bạn ấy làm được. Ui, bạn đứng lên luôn kìa. Trời ơi. Không ngờ bạn Anna lại biết như vậy. Ôi, xe tay ra luôn. Vâng, lại tiếp tục một động tác khó nữa nè. Ui. Ôi. Ghê không, Anna ghê không? Các bạn về nhà nhớ đừng làm theo bạn Anna, sẽ nguy hiểm lắm nha. Đây là tại bạn Anna đã học rất là nhiều ngày tháng rồi bạn mới làm được á. Đó, thấy chưa? Các bạn là về không nên học theo bạn Anna nhé. Bạn Anna đây là đã học mấy tháng rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Ôi rồi, rồi. Ghê không? Chắc bạn Anna sau này ước mơ làm là diễn viên múa à? Hay diễn viên siếc? Siếc hả? Wow, đứng trên không luôn á. Rất giỏi. Thế bạn Anna có ăn bưởi không? Rồi, đứng trên yên luôn. Rồi, từ từ nha, đứng im, đứng im. Ấy chà. Ấy chà. Giơ chân, giơ tay lên luôn chứ. Rồi, chống vó lên luôn. Làm xe đạp chống ngược luôn. Rồi, Anna mệt chưa? Trời ơi, lại lại đứng lên kìa. Đấy, giờ lại đứng một tay nữa chứ. Rồi, được rồi. Rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Anna nhé. Phần biểu diễn đi đi xe đạp thăng bằng đến đây là hết rồi. Rồi, các bạn nhớ đăng ký nút màu đỏ ở dưới để ủng hộ Anna nhé. Rồi, Anna chào các bạn đây nào. Nào. Bye bye. Các bạn nhớ đừng về nhà đừng học theo Anna nhé. Đây này, Anna đi xe đạp ba bánh mà. Xe đạp hai bánh khó lắm chứ. Ừ.